Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Khi Toyota Vios 2021 ra mắt với mức giá cho phiên bản cao nhất lên tới 638 triệu đồng thì tôi nhận được rất nhiều ý kiến cho rằng là với mức giá đấy thì thà mua Honda City RS còn hơn. Nhưng cá nhân tôi nghĩ thì không hẳn là như vậy đâu. Nếu đó là câu chuyện của cảm xúc, của yêu ghét thì tôi sẽ không lạm bàn trong video ngày hôm nay. Nhưng mà nếu để xét dưới phương diện là gạo quy ra thóc, là để đếm trang bị tương đương với mức giá bán thì chưa hẳn là Honda City RS đã hơn Toyota Vios đâu. Và chúng ta sẽ cùng làm rõ điều đó trong video ngày hôm nay. Toyota Vios 2021 vẫn là phiên bản nâng cấp facelift, còn Honda City RS thì là chiếc xe phiên bản all new rồi. Từ đó thì dẫn tới việc là nếu mua City thì quý vị sẽ có một chiếc xe hoàn toàn mới. Và nếu mà ai đó không thực sự để ý nhìn chiếc Vios 2021 lăn bánh ngoài đường thì có thể người ta vẫn nhầm đó là cái chiếc xe của cái phiên bản tiền nhiệm. Và còn một điểm nữa là với cái cách tạo hình ở trên Vios 2021 thì đã có từ chiếc Yaris đã từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó rồi. Vì là phiên bản all new thế nên là cái kích thước của Honda City cũng là một cái điểm khác mà chúng ta cần phải nói tới. Thì quý vị có thể nhìn thấy cụ thể đang hiển thị trên màn hình ngay lúc này, chúng ta đã có phần chiều dài tổng thể rồi chiều rộng được nới ra khá nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Và nếu đặt cạnh Vios thì Honda City cũng có cái kích thước về mặt thông số nhỉnh hơn khá nhiều. Bên cạnh đó thì với cái đời mới này thì Honda đã làm giảm chiều cao của chiếc xe này xuống, trông tổng thể chiếc xe dài hơn, trường hơn và có cái xu hướng là ghim sâu xuống dưới mặt đường hơn. Cộng thêm với một yếu tố nữa đó là phần kích thước mâm trên Honda City phiên bản RS này là 16 inch. Tất cả những yếu tố đó thì nếu đặt chiếc Honda City này cạnh chiếc Toyota Vios thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một chiếc xe trông nó hài hòa hơn và trông nó có cái xu hướng đàn anh và mới mẻ hơn rất là nhiều. Cả hai chiếc xe ở cái phiên bản cao nhất và thậm chí là chiếc Toyota Vios chỉ là từ phiên bản G có mức giá là khoảng hơn 580 triệu thôi thì đều có cái hệ thống đèn chiếu sáng là đèn chiếu sáng full LED, rồi cả đèn hậu cũng là đèn LED nữa, rồi cả hai xe thì cũng đều có đèn sương mù dạng LED. Tuy nhiên thì đèn sương mù LED ở trên Toyota Vios là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, còn Honda City thì chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất này thôi. Xuống tới cái phiên bản kế tiếp đó là phiên bản L thì đã bị cắt bỏ đi cái tính năng đó rồi. Và quan trọng hơn nữa là với phiên bản thấp hơn của Honda City thì chúng ta cũng đã không còn cái hệ thống đèn chiếu sáng là đèn chiếu sáng full LED. Như hôm tôi đã chia sẻ cái ý kiến cá nhân của mình ở trên group Mê Xe hay là ở trên Facebook cá nhân của tôi, đó là cái phiên bản GRS của Toyota Vios thì đó không phải là một cái phiên bản được cho ra để hy vọng rằng là sẽ có doanh số cao, mà cái phiên bản G có lẽ vẫn là cái sẽ phiên bản mà người ta chú ý nhiều nhất. Và nếu mà so mức giá của phiên bản G với chiếc Honda City RS này thì rõ ràng là nó đang mềm hơn khoảng tầm 20 triệu. Một sự khác biệt nữa ở phần thân xe này đó là trên hai phiên bản cao nhất của Honda City thì mới có là gương cái tích hợp đèn báo rẽ, còn trên Vios là trên tất cả phiên bản đều có cái chi tiết này rồi. Tuy nhiên thì có một cái điểm này có rất nhiều người nói tới hôm mà chiếc City này ra mắt, nhưng mà khi mà Vios ra mắt thì tôi thấy lại không có ai nói cả, ít người nói và dường như là người ta cũng không quan tâm đến chi tiết đó lắm. Đó là cái phanh sau của City kể ở phiên bản cao nhất này vẫn là sử dụng phanh tăng trống, còn trên Toyota Vios trên tất cả phiên bản là phanh đĩa cả trước cả sau rồi. Phần đuôi xe trên phiên bản RS mà tôi đang có trong video ngày hôm nay thì thực sự là đẹp, phải nói rằng là nó có sự khác biệt. Trên Vios phiên bản GRS thì cũng có cái đuôi lướt gió này rồi, nhưng mà để nói một chiếc xe có cái tổng thể thiết kế nó đẹp, nó hài hòa, nó ăn nhập thì rõ ràng là Honda City đang thể hiện cái sự thắng thế rất lớn so với Toyota Vios. Đó là cá nhân tôi là như vậy. Quý vị nghĩ sao thì có thể comment ở phía dưới cho tôi biết. Nhân tiện là mở cái cốp này ra luôn. Đây, một cái sự nâng cấp nữa mà chúng ta cũng cần phải nói tới ở trên Honda City đời mới này, đó là cái phần cốp xe đã rộng hơn rất là nhiều rồi. Thực sự là với phần cốp này thì tôi nghĩ là rộng tương đương với những chiếc xe hạng C. Tuy nhiên thì cái lốp dự phòng của Honda City thì lại là lốp bé, còn lốp dự phòng của Vios là lốp to giống như cái lốp đang đặt sẵn trên xe luôn. Một điểm này nữa này, một điểm này mà thực sự là cá nhân tôi cảm thấy rất là khó chịu này. Làm ơn là nếu mà có thể cắt cho tôi cái cam lùi này đi cũng được, nhưng mà chuyển cái cam lùi thành mấy cái cảm biến lùi. Cá nhân tôi là thích cái cảm biến lùi hơn. Và trên Vios thì từ cái phiên bản MT 3 túi khí là cái phiên bản rẻ tiền nhất đến đời 2021 thì cũng đã được bổ sung hai cái cảm biến sau ở đây rồi. Đấy là phiên bản thấp nhất. Còn nếu mà để nói đến phiên bản cao hơn thì thậm chí là chúng ta còn có hai cái cảm biến ở hai bên góc và cả cảm biến góc ở phía trước nữa.
Bước vào không gian nội thất thì cái đầu tiên tôi muốn nói tới đó là cái độ rộng rãi. Thì tôi đánh giá rằng là trong phân khúc hạng B, ba cái tên top đầu hiện tại thì về độ rộng rãi là ngang nhau thôi. Có chăng thì City đời mới này tôi thấy có nhỉnh hơn một chút đấy. Đấy là cái cách làm cái khoang ở dưới này này rất là rộng, thoáng, nhiều chỗ để đồ hay là cái chỗ để đùi, để chân này cũng hợp lý. Nhìn chung là cái cách bố trí của City có vẻ là nó hợp lý hơn và nó thân thiện hơn so với hai chiếc xe còn lại trong top 3. Cách tạo hình thì phải nói lại đó là City là phiên bản all new, thế nên chúng ta có một cái không khí nó hoàn toàn mới mẻ. Do đó thì nó cũng sẽ mang lại cái cảm xúc cho một cái người trải nghiệm như tôi, nó cũng khác lạ, nó mới mẻ hơn nếu mà đặt cạnh Vios. Vios thì trông kể cả cái phiên bản GRS, dù là Toyota cũng đã cố gắng mang vào những cái chi tiết điểm xuyết như là logo GRS này hay là những cái chỉ đỏ, rồi là ở cái phần màn hình phía trước hay là phần ghế thì nó vẫn có một cái gì đó nó khá bảo thủ và nó hơi già một tí. Đi vào chi tiết đi thì cái đầu tiên, cái này này rất là quan trọng này, đó là City phiên bản RS này cũng là phần ghế, gọi là phần ghế RS rồi. Phần ghế có cả da tổng hợp, có cả da lộn, có cả nỉ. Tuy nhiên thì cái này tôi nghĩ là chưa nhiều người nói đến này, hay là cái hôm trước đánh giá chiếc City này tôi cũng chưa nói tới, đó là cái phần nỉ nó hơi nhiều như anh em có thể quan sát, mà lại nằm ở những cái vị trí trọng yếu. Tức là sao? Nguyên cái phần tựa lưng vào đây là nỉ này, nguyên cái chỗ đặt đùi đây là nỉ. Tức là với cá nhân tôi lái xe thì hai cái phần này là hai cái phần mà tôi cảm thấy là nóng nhất và hay ra mồ hôi nhất, thì ở trên City lại là nỉ. Đó. Rồi kể cả phần da lộn ở đây, thực tế thì tôi nghĩ rằng là gọi đây là một cái phần nỉ cao cấp thì nó đúng hơn là phần da lộn. Những cái phần da tổng hợp thì chỉ điểm ở ngoài viền như thế này. Chính vì cái phần ghế như vậy thế nên là tôi ngồi, thứ nhất là tôi bị nóng, thứ hai là tôi bước vào xe này bị cái mùi nỉ. Một chiếc xe mới, mới khoảng hơn 500 cây thì cái mùi nỉ ngửi rất rõ, khá là khó chịu. Trên Vios phiên bản GRS thì là phần bọc da lộn hẳn hoi luôn và không hề pha nỉ. Đó. Chưa kể là những cái chi tiết có logo GRS thì trông nó, cái phần ghế của Vios cũng ấn tượng hơn. Đó là hai phiên bản cao nhất. Còn có một chi tiết này mà tôi cũng muốn nói tới này, đó là City ngay từ phiên bản thấp hơn có mức giá là khoảng 570 triệu, 560-570 triệu thì đã phải sử dụng là ghế bọc nỉ rồi. Còn Vios ngay từ phiên bản thấp nhất là phiên bản MT là đã được bọc Simili. Theo tôi đó là những cái điểm quan trọng nhất rồi. Một số những cái khác biệt nữa như là City thì sẽ có cái phần màn hình ở đây to hơn Vios 1 inch. Rồi cái cách tạo hình này, cái cách trình bày đồ họa ở đây trông nó cũng ấn tượng hơn. Nhưng mà trên Vios từ cái phiên bản ECVT trở lên ở đời 2021 thì cũng đã thay cái phần màn hình khác rồi, không phải là cái phần màn hình như trên đời trước, thì cũng đã mượt mà hơn. Và cả hai phần màn hình này thì đều có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Màn hình thông tin ở phía trước mặt người lái này thì City cũng là làm mới, cũng là phiên bản RS, cũng có nhiều chỉ đỏ, cũng đẹp hơn. Nhưng Vios lại có cái phần màn hình hiển thị LCD to hơn và có màu, còn trên City vẫn là phần màn hình hiển thị đơn sắc. Trên hai phiên bản cao nhất thì đều có là lẫy chuyển số ở dưới vô lăng. Tuy nhiên thì trên Vios phiên bản GRS thì giả lập tới 10 cấp số, còn trên City này thì chỉ giả lập đến cấp số thứ 7 thôi. Honda City có thêm cái tính năng này, tính năng nho nhỏ thôi nhưng tôi cũng nghĩ là rất là quan trọng, đó là tính năng đền hộp từ xa. Vios chưa có cái này. Cả hai xe thì đều chưa có gương chống chói tự động này, cái này trên Accent có rồi. Tuy nhiên một sự khác biệt nữa đó là trên Vios thì có đèn tự động, còn trên City chưa có đèn tự động và cũng chưa có cả gắn mơ tự động luôn. Gắn mơ tự động thì trên Vios cũng chưa có. Lên đến đời này này, có một cái chi tiết cũng giống như trên chiếc Accent ấy mà tôi cũng không hiểu lắm, đó là cái ghế này không gặp được nữa, còn Vios thì vẫn gặp được. Tôi nghĩ là tiện hơn. Thỉnh thoảng muốn chở đồ nó nối dài ra phía trước này, hoặc là anh em ngồi đằng sau này mà có đồ gì muốn bỏ ra cốp thì gập nhẹ cái ghế này xuống bỏ đồ vào luôn. Bước vào phía bên trong thì tôi nghĩ rằng là cả hai chiếc xe này thì đều có cái độ rộng rãi ngang nhau thôi. City có một cái điểm hơn Vios đó là có cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, nhưng mà không biết là đến đời này thì điều hòa trên City đã mát hơn hay chưa. Thì thực sự là chúng tôi trải nghiệm chiếc xe này trong khoảng 3 ngày thì đều là 3 ngày thời tiết đang lạnh, nên là chưa biết được là nó sẽ như thế nào. Toyota Vios phiên bản GRS thì tôi chưa có cơ hội cầm lái, nhưng mà những cái thế hệ trước thì tôi lái rất là nhiều rồi, và trên cái đời mới đấy thì cũng không có sự thay đổi gì về động cơ cả, nên là tôi nghĩ rằng là
tôi đoán rằng là có lẽ rằng là nó cũng sẽ không có cái sự khác biệt gì đâu, nên là tôi mạn phép là trong video ngày hôm nay sẽ đem những cái cảm nhận của mình ở trên chiếc Vios thế hệ trước sử dụng động cơ y hệt với cái đời này để có thể so sánh, đối chiếu một chút những cái cảm nhận của tôi với cái khả năng vận hành của chiếc Honda City phiên bản RS này. Cả Honda City và cả Toyota Vios thì đều sử dụng động cơ 1.5 cam đôi DOHC và đều sử dụng hộp số vô cấp CVT. Những cái thông số về mặt động cơ thì City sẽ nhỉnh hơn Vios một chút, nhưng mà thực tế về mặt sức mạnh thì tôi nghĩ là không có sự khác biệt quá lớn giữa hai chiếc xe đâu. Về cơ bản là để nói về sức mạnh thì hai chiếc xe này là ngang với nhau. Nhưng mà để nói về những cái cảm xúc về khả năng vận hành thì City thể hiện cái sự vượt trội khá là nhiều so với Toyota Vios. Sự vượt trội nó tới từ đâu? Đầu tiên là tôi muốn nói tới là cái vô lăng này. Vô lăng ở trên City thực sự là lên đến cái đời này đã cho tôi một cái vân vô lăng có cái trải nghiệm, cái sự liên hệ với người lái, rồi cái độ cuộn, độ siết khác biệt rất là nhiều so với thế hệ tiền nhiệm và đặt trong phân khúc sedan hạng B ở thời điểm hiện tại cũng như vậy. Còn về hệ thống treo, về độ cách âm thì thực ra là trong cái phạm vi đối chiếu như thế này thì nói về cách âm thì nó hơi khó. Tôi nghĩ rằng là ở cái hạng B cùng một hạng như này thì cái khả năng cách âm của các xe nó cũng không chênh lệch quá nhiều đâu. Và cái cảm nhận về độ cách âm của một chiếc xe thì đôi khi nó là cái cảm nhận rất riêng của mỗi người. Có thể là cùng với một cái tiếng ồn đấy, có người sẽ thấy là ok, nhưng có người sẽ thấy bị khó chịu. Bởi vì cái mà tạo ra tiếng ồn nó không phải chỉ đơn giản là cái đơn vị decibel, mà nó còn có những cái đơn vị đo khác mà gần như là ở Việt Nam tôi thấy là chưa có ai đo. Nhưng mà cái hệ thống treo ở trên City, cái độ chắc chắn cũng là một cái mà tôi đánh giá là sẽ nhỉnh hơn với Toyota Vios, đặc biệt là khi mà lên đến đời này rồi. Còn lên ở đời trước của City thì tôi đánh giá là không bằng Vios đâu, nhưng mà lên đến đời này thì đã được cải thiện khá tốt. Và đến thời điểm hiện tại, nếu mà so với những chiếc Vios mà tôi đã được cầm lái, thì cái sự ổn định của cái hệ thống treo, cái cách mà cái hệ thống treo này xử lý những cái gồ ghề ở dưới mặt đường là tốt hơn ở trên Vios rồi. Về cơ bản, trong cái phạm vi của video ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ nói tới hai cái điểm mà tôi cảm thấy là chắc chắn nhất về cái khả năng vận hành của hai chiếc xe này thôi. Nói thêm một chút về các cái tính năng an toàn thì Toyota Vios sẽ có tùy chọn 7 túi khí ở trên tất cả các phiên bản. Còn City thì chỉ có 6 túi khí ở phiên bản cao cấp nhất thôi, và trên những cái phiên bản thấp hơn thì bị cắt bớt đi túi khí rồi. Đây cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải nói tới khi mà nhắc đến toàn bộ những cái phiên bản khác nhau của một cái mẫu xe. Tuy nhiên thì cái việc những cái túi khí này có nổ hay không, cái túi khí này hoạt động ra sao thì tôi không trải nghiệm được. Như vậy, để tổng kết lại video ngày hôm nay thì Toyota Vios là một chiếc xe có cái giải sản phẩm rộng. Chúng ta có tổng cộng là 4 phiên bản và 6 tùy chọn khác nhau. Và những cái phiên bản này có cái sự chênh lệch theo tôi nghĩ là hợp lý để người tiêu dùng có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Nó sẽ nhỉnh hơn Honda City, các cái phiên bản nó lệch nhau khá nhiều. Và thường là tôi thấy là tôi quen một số anh em đi City thì chưa quen anh em nào đi bản thấp cả. Mấy anh em mua cái City đời trước là toàn bản top thôi. Đời này thì tôi cũng đã có 1-2 anh bạn là cũng đã mua xe rồi thì cũng toàn mua bản này, chưa thấy ai là mua bản thấp hơn cả. Còn để mà nói ở hai cái phiên bản cao cấp nhất, như tôi đã nói phần đầu của video rồi, nếu mà để soi gọi là gạo cui ra thóc, để soi kỹ ra từng cái trang bị thì chưa hẳn là Honda City đã có những cái điểm mà thực sự là nổi trội so với Vios đâu. Vios vẫn có được những cái trang bị đáng giá của mình nếu mà đặt cạnh Honda City và nếu mà soi sang cái tham chiếu về mức giá bán. Tuy nhiên thì City lại là một chiếc xe mới mẻ, trẻ trung từ ngoại hình đến cái khả năng vận hành, cho những cái trải nghiệm nó thiên về cảm xúc hơn rất là nhiều nếu mà đặt cạnh Vios. Vậy đâu sẽ là lựa chọn của quý vị? Honda City phiên bản RS hay là thêm khoảng 30 triệu, 40 triệu để chọn Toyota Vios phiên bản GRS, hay là rẻ hơn Honda City phiên bản cao cấp nhất này khoảng 20 triệu để chọn Vios bản G? Hãy chia sẻ những ý kiến của quý vị với chúng tôi phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Và muốn tiếp tục thảo luận về hai mẫu xe này thì hãy lên một cái nền tảng nữa, đó là group anh em Mê Xe ở trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.